Hôm nay mình sẽ chia sẻ về món trứng cút chiên bơ tỏi nhé. Ở đây mình có khoảng hơn chục quả trứng cút này. Mình đã luộc sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ và mình mang đi mình chiên với bơ và tỏi nhé. Đây là tỏi và một ít bơ nữa. Để bóc trứng nó dễ thì các bạn làm dập cái vỏ đi nhé. Thì chúng ta bóc nó dễ hơn rất là nhiều. Và nó không bị vỡ. Và thịt trứng nhé. Mình chuẩn bị bơ tỏi để mình đi phi thơm nhé. Dập dập lên, sau đó các bạn băm nhỏ nhưng không nhỏ quá nhé. Mình sẽ kết hợp nhé, chiên trứng trước với cả một chút dầu ăn trước. Sau đó mình với phi tỏi sau cùng với bơ. Trứng muốn chiên mà thơm hơn ấy thì mình cũng kết hợp cho thêm một ít bơ vào cùng luôn. Cho khoảng 2 thìa cà phê đầy bơ nhé. Sao dùng cái mỡ của cái bơ, cái dầu ăn của cái bơ này ấy, để mình chiên tỏi luôn ấy, phi tỏi luôn ấy, còn bây giờ chiên trứng chưa. Những cái món mà tưởng chừng như là đơn giản như này ấy, ăn lại rất là ngon. Cứ cho lửa to và chịu khó đảo để cho nó không bị cháy. Bơ nó đã mặn rồi, cho nên mình chỉ cần có bơ mới cả mấy tỏi đây, tỏi tạo mùi thơm, bơ vừa thơm lại vừa ngậy ngậy lại hơi mặn mặn một chút đấy. Món này đơn giản không cần cho gia vị. Khi mà nó bắt đầu nó vàng cái mặt ấy, nhưng mà chưa được á, nhưng mà mình tầm này mình cho tỏi vào rồi. Tầm này mình cho tỏi rồi, rồi mình đảo tỏi mình thơm rất là thơm các bạn, cho lửa nhỏ bớt một chút, không to quá, vừa vừa thôi, hết không được. Để cho cái phần tỏi này nó thơm từ từ và nó hòa quyện vào cái trứng này. Vì sao lại cho tỏi vào sớm như vậy? Cho tỏi vào sớm như này thì để cái mục đích là cái tỏi của chúng ta nó vàng, nó thơm và nó hòa quyện cái mùi vào cái trứng cút này, để cho trứng của chúng ta nó rất là thơm mùi bơ tỏi nhé. Và mình cũng không cho nhiều dầu ăn, cũng không cho nhiều bơ, vì nhiều quá nó ngấm vào bên trong ấy, thì nó làm cho cái món ăn của chúng ta nó sẽ quá ngậy, quá ngấy, nó sẽ ăn nhanh chán ấy. Làm này thì chúng ta ăn được nhiều hơn. Vì sao mình ở lúc này thì mình cho lửa vừa để cho cái phần tỏi nó không bị cháy và nó ngấm đều cái mùi hương, mùi thơm vào trong tỏi, trong trứng. Và bây giờ khi tỏi đã vàng đều như vậy rồi, trứng cũng vừa phải rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra cái đĩa nhé. Mình cho ít tỏi phi lên trên thì nó sẽ rất là hấp dẫn và lại thơm ạ, ngon ạ. Bây giờ mình vớt nó ra nhé. Rất là hấp dẫn đấy. Với khoảng 10 đến 15.000 tiền trứng cút mình đã có một cái đĩa trứng cút chiên bơ tỏi này hấp dẫn và ngon và lạ miệng á. Chúng ta hãy làm những cái món ăn đơn giản cho gia đình như vậy nhé. Nhưng mà lại đặc biệt là thơm ngon và lạ miệng. Đây khi mà xong này các bạn nhìn không? Có một ít tỏi ở trên này, nhìn rất là ngon này, màu tỏi thì đẹp mắt này. Thơm nữa. Bây giờ mình sẽ dừng video về trứng cút chiên bơ tỏi ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.